Cho nên là những cái câu hỏi mà mình cứ đặt ra, mình cứ trăn trở ấy, là làm sao để giải quyết được cho cái việc ấm cái bụng của mỗi giáo viên, làm sao để cho mỗi một giáo viên họ tự có động lực tự thân để họ học tập và họ phát triển, làm sao để cái cộng đồng giáo viên ở trong trường ấy được học tập, được rèn luyện để trở thành một cái tăng thân ấy, trở thành một cái cộng đồng mà cùng hỗ trợ nhau, cùng chia sẻ với nhau, cùng yêu thương nhau để phát triển. Chứ không phải là anh có một cái công thức, anh tìm ra một cái công thức toán nó hay hay một tí, anh phải giữ, anh phải giấu, bởi vì nếu không ấy thì những cái người khác họ học được, thế là anh mất quân đi học thêm. Mình thấy cái điều đấy nó không xứng đáng với cái tâm và cái vai trò của người thầy. Bao nhiêu người thấy cái điều đó? Vậy thì mình dạy cái gì cho học sinh của mình? Nên là mình cứ trăn trở thôi. Mình thực sự cứ trăn trở thôi ạ. Và mình đi tìm. Thì đến đúng mùng 1 Tết năm nay ạ, đúng mùng 1 Tết năm nay mình tìm được Startup Education. Và mình rất cảm ơn cô Lê Thị Thanh Hà, lão tướng, một cái học sinh cá biệt của mình. Cái người mà về hưu rồi nhưng mà tìm được sứ mệnh người thầy, một phát là phi từ Kon Tum ra, dẫn theo một đoàn quân phi ra ngoài Hà Nội để học sứ mệnh người thầy. Lúc đấy cô ấy đã về hưu rồi ạ. Cô ấy là người nắm cổ nôi mình vào Startup Education vào đúng mùng 1 Tết. Và mình đã dành thời gian để đắm chìm vào đây, nghiên cứu đủ thứ kỹ lưỡng, rồi ôi đào bới, tìm chỗ này tìm chỗ kia, hỏi người này hỏi người kia, tất cả các mối quan hệ mà mình biết, để mà mình hiểu xem là đây có phải là một đối tác, đây có phải là một nơi, mà đây có phải là một cái con đường mà mình đi tìm hay không. Và mọi người mà đi học thì luôn luôn thầy Thái vẫn trêu ấy là chưa thấy có đứa nào cứng đầu cứng cổ như là Ngọc. Thầy giáo bảo vệ mình, bảo vệ tiến sĩ, mà thầy giáo hướng dẫn của mình trước hội đồng, trước hội đồng sư phạm bảo vệ luôn á, bảo vệ tiến sĩ luôn đấy. Thầy bảo rằng tôi chưa hướng dẫn một học sinh nào cãi tôi nhiều như cái cô này, nhưng tôi công nhận là nó cãi đúng đấy. Mình là người rất hay cãi, bởi vì mình rất hay tìm tòi những cái gì mà không tìm tìm được đáp án ấy, thì mình không dừng lại được. Và mình đã dành rất nhiều thời gian và tâm sức để đắm chìm vào Startup Education, để tìm xem đây có phải là con đường mà mình thực sự tìm được cho giáo viên của mình hay không, tìm được để trả lời những cái câu hỏi mà mình đã đặt ra hay không. Thì mình đã đi đồng hành cùng với Startup Education với khóa F buổi tối, với Zoom buổi sáng, và với tất cả những cái yêu thương mà mình nhận được với cộng đồng Startup Education. Thì các bạn nhìn thấy chúng ta có gì ạ? Chúng ta có những cái giờ Zoom buổi sáng, chúng ta có môi trường để tam bảo, đúng không ạ? Có những người thầy hay, bao nhiêu là chuyên gia đã về đây với chúng ta để dạy chúng ta miễn phí mỗi một buổi sáng. Một môi trường có thầy hay, có bạn hiền để cùng dạy với nhau để học, đúng không ạ? Và có những quyển sách tốt. Và như hôm buổi sáng nay mình có chia sẻ đấy, mỗi một câu chuyện, mỗi một cuộc đời được chia sẻ trong Zoom, đấy chính là một quyển sách. Chứ không chỉ rằng là những cái quyển sách giấy mà chúng ta đang đọc ở trên tay. Và đây là cái môi trường để rèn luyện đạo đức, trí tuệ và nghị lực. Khi mà chúng ta 4 giờ sáng, 4 rưỡi sáng, chúng ta đã ở đây với nhau để học tập. Chúng ta cùng với nhau thực hiện 7 cái thói quen thịnh vượng và bình an. Bởi vì tất cả mọi thứ nó chỉ đến được khi mà nó biến thành thói quen. Còn ngày hôm nay chúng ta làm, ngày mai chúng ta quên, xong ngày kia chúng ta lại làm, xong một tháng sau chúng ta lại quên. Không bao giờ chúng ta đi đến đích được. Đúng không ạ? Thì tất cả những cái giờ Zoom sáng là những cái giờ để giúp cho chúng ta thay đổi về mặt tâm thức, tư duy và rèn luyện thói quen, nghị lực. Còn buổi tối chúng ta học về quy trình, đúng không ạ? Chúng ta có 15 buổi Zoom với khóa F, với những chuyên gia, với thầy Ken Bay đến từ Singapore, cái người thầy đầy yêu thương mà vừa rồi các bạn đã từng gặp. Đúng không ạ? Chúng ta học về bản đồ năng lực STM để chúng ta hiểu mình, hiểu người, hiểu rằng là mình là cái nhóm người như thế nào. Mình có những cái kỹ năng gì, mình có điểm mạnh gì, mình có điểm yếu gì, mình cần cải thiện cái điều gì. Chúng ta có quy trình tiêu chuẩn. Đúng không ạ? Chúng ta có cái bản đồ thành công đã được vẽ sẵn. Rồi chúng ta học được về kỹ năng coaching chuyên nghiệp.
để chúng ta tự coach cho bản thân mình, tự tìm được động lực bên trong, động lực bên ngoài của bản thân mình. Và từ đó chúng ta biết cách coaching cho phụ huynh, chúng ta biết cách coaching cho học sinh của mình. Giống như cô Dung chia sẻ buổi sáng nay ấy, cô ấy học khóa học về coaching buổi tối và khóa role model xong ấy, cô về cô đã cứu được những em học sinh nghiện game, cô Vân Anh đã cứu được những em học sinh nó muốn tự tử. Và thực sự đấy là một hành trình chuyển đổi để cho các bạn cởi bỏ được nỗi sợ hãi, cởi bỏ được cái tư duy ở trong vùng an toàn để dám bước ra và đón nhận những cái thứ mà trước đây mình chỉ có mơ thôi, nhưng mà mình đã không dám hành động để có nó. Bao nhiêu người thấy rằng mình chỉ có thể nhận được cái thứ mà chưa từng có nếu như mà mình dám làm những việc mà mình chưa từng làm không ạ? Bao nhiêu người thấy cái câu đấy đúng không ạ? Mình sẽ chỉ nhận được những thứ chưa từng có nếu tôi dám làm những thứ mà tôi chưa từng làm. Còn nếu như tôi vẫn làm những cái thứ bình thường tôi vẫn làm á, thì tôi chỉ nhận được những thứ như bình thường. Nếu thấy đúng á, chúng ta comment số 6. Nên nếu như ai không bước ra, ai không chuyển đổi, thì cái việc các bạn không nhận được giá trị, các bạn chẳng thấy cuộc đời của các bạn thay đổi là chuyện đương nhiên ạ. Đúng không ạ? Và trong cái hành trình này, chúng ta vẫn còn nợ nhau một khóa học nữa, chờ sau COVID. Đấy là khóa quy trình khởi nghiệp, thịnh vượng và bình an theo quy luật của vũ trụ. Để chúng ta học được về cái tư duy nhân quả trong bất kỳ việc gì chúng ta làm, kể cả việc chúng ta khởi nghiệp. Đúng không ạ? Tất cả mọi việc nó đều có quy luật hết. Nên hãy xác định tư duy đúng, xác định hành động đúng thì kết quả nó mới đúng. Còn nếu như chúng ta kiếm tiền theo cái kiểu chộp giật, chúng ta biết rằng là những cái đồng tiền mà chúng ta kiếm được ấy, nó gây ra sự, nó tạo ra có hại cho người khác, thì chắc chắn một điều, cái đồng tiền đấy nó có đến ấy, thì rồi nó cũng đi thôi. Và thậm chí là chúng ta còn phải trả rất nhiều thứ đằng sau nữa. Nên là học những cái quy luật rất là có ở trong tự nhiên. Nên là ông trời, mọi người hãy luôn luôn nói là gì ạ, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, là vì như vậy. Nên bất kỳ cái nhân nào mà các bạn gieo ra thì cuối cùng kết quả mà chúng ta gặp được nó sẽ tương ứng như vậy. Nên chúng ta phải học tất cả những cái thứ đó để chúng ta xác định cái tâm thức của mình đúng, hành động của mình đúng, và chúng ta luôn luôn làm việc một cách chính trực. Chúng ta luôn luôn đồng bộ ba sóng, đấy là sóng não, sóng tim và sóng ngôn từ. Đó, thì cái hành trình mà chúng ta đi với nhau với Startup Education và khóa F, chúng ta có một cộng đồng được học tập và phát triển, và cộng đồng đầy tình yêu thương, đúng không ạ? Bao nhiêu người khi tham gia vào cộng đồng này, chúng ta thấy thực sự chúng ta được mở rộng trái tim của mình ra, và chúng ta thực sự được sáng cái não của mình rất nhiều ạ. Bao nhiêu người chúng ta thấy hai cái điều đấy rồi ạ? Chúng ta comment số 10 luôn ạ, cho 10 điểm. Nhưng bên cạnh đó thì cái hệ thống công nghệ thông tin của cộng đồng này còn được thiết kế theo một cái quy luật vũ trụ, một cái quy luật đền đáp và tri ân. Nó khiến cho mỗi một người khi tham gia vào cộng đồng này, khi các bạn thực sự dám áp dụng tất cả những cái kiến thức mà các bạn được học, các bạn dám làm một cái việc đấy là hãy giúp cho những người khác cũng được học tập, cũng được phát triển chuyên môn, cũng được tham gia vào những cái điều mà các bạn đã nhận được sự yêu thương và giá trị từ cộng đồng. Các bạn dám giúp cho người khác, các bạn có một cái công thức tốt, các bạn dám chia sẻ với người khác. Các bạn đừng có giữ cho riêng mình nữa, các bạn dám chia sẻ cái công thức đấy cho người khác, thì các bạn sẽ được ấm cái bụng từ cái việc đó. Cho nên khi mình nhìn thấy cộng đồng này và khi mình đắm chìm, mình nghiên cứu nó rất là lâu, thì mình đi tìm được con đường. Đây là cái con đường để giáo viên được ấm cái bụng, được rộng trái tim và được sáng cái não. Và cái con đường này mình đã chia sẻ một cách rất là chi tiết trong một cái chuyên đề có tên là Con đường kiến tạo cộng đồng giáo viên hạnh phúc và thịnh vượng. Thì cái này các bạn có thể tìm trên kênh YouTube của Startup Education, hoặc các bạn tìm ở trong trang fanpage của Startup Education. Cái chuyên đề đấy mình chia sẻ vào ngày 14 tháng 3. Được chưa? Ngày 14 tháng 3. Và cái chuyên đề thứ hai, đấy là chuyên đề nghề giáo trong thế kỷ 4.0, trong thời đại 4.0. Mình chia sẻ về những giá trị
mà người giáo viên phải thấy rằng là bây giờ mình không còn là cái người trao truyền kiến thức nữa, mà cái việc của mình là làm những việc khác. Mình phải xác định được đúng cái giá trị thì mình mới nhận được giá trị từ xã hội, mình mới nhận đúng được giá trị từ xã hội. Thì cái chuyên đề đấy các bạn cũng tìm được ở trên kênh YouTube của Startup Education và trên trang fanpage. Cái chuyên đề thứ hai mình chia sẻ vào ngày mùng 2 tháng 5. Thì ai mà chưa nghe hai cái chuyên đề đấy thì các bạn hãy về và các bạn hãy tìm hai cái chuyên đề đấy. Một chuyên đề nói sâu về cái con đường làm sao để cho giáo viên được ấm cái bụng, được rộng trái tim và được sáng cái não. Và chuyên đề thứ hai là làm sao để giáo viên được học tập một cách đúng đắn, xác định được cái nhiệm vụ và cái vai trò của mình thực sự đúng đắn trong thế kỷ này, để mình trao đi những cái giá trị nó đúng đắn, thì lúc đấy mình mới nhận được những cái giá trị đúng từ xã hội. Thì các bạn về tìm ở trên kênh của Startup Education. Thì khi mà mình tìm được cái con đường đó thì đây là cái đúc kết mà mình đã đúc kết lại, đó là những người giáo viên khi tham gia vào cộng đồng Startup Education họ tin mình và họ tham gia đấy, thì việc đầu tiên họ sẽ trở thành những người giáo viên hạnh phúc và tạo ra được những cái kết quả ngay tại lớp của mình. Mỗi một người giáo viên sẽ trở thành một minh chứng sống về sự phát triển chuyên môn, về những tiết dạy hạnh phúc. Không hạnh phúc không được ạ. Điều gì xảy ra khi mà các bạn ngày ngày các bạn nghe Zoom sáng, xong rồi các bạn học được rất nhiều bài học giá trị và các bạn mang những bài học đấy về kể cho học sinh của mình. Học sinh nó chỉ có há mồm ra để nó nghe thôi ạ. Rất nhiều các bạn giáo viên nhắn tin cho mình là: cô ơi, em mới học Zoom sáng được một tuần mà bây giờ em thay đổi quá. Em nhìn học sinh em không có quát các con nữa. Em thấy yêu các con hơn rất nhiều. Và em mang những câu chuyện đó về em kể cho các con của em nghe. Em bảo các con là cô hàng ngày nè, cô đang dậy từ 4 rưỡi sáng đây này, để cô đi học đây này. Vậy các con học đi, chỉ có một con đường học tập thôi. Và học tập một cách chăm chỉ. Chúng ta cùng rèn luyện, cô và các con cùng nhau rèn luyện. Các con có muốn cùng rèn luyện với cô không? Các con có muốn nghe những cái câu chuyện cô kể không? Trời ơi, chúng nó yêu mình vô cùng. Và mình nói gì chúng nó cũng nghe luôn à. Vậy các bạn chỉ cần đơn giản thôi, học Zoom sáng thôi đã có quá đủ thứ rồi. Không những như vậy, để còn học buổi tối nữa, các bạn được trang bị rất nhiều những cái kỹ năng khác nữa, đặc biệt là kỹ năng coaching, để làm việc, để nói chuyện với học sinh, để nói chuyện với cả phụ huynh. Thì các bạn trở thành những người giáo viên hạnh phúc trên lớp học của mình. Và đây chính là lúc mà các bạn đang nâng tầm giá trị bản thân. Đây chính là lúc các bạn đang nâng tầm cái trí tuệ của mình lên. Các bạn đang được sáng cái não, các bạn đang được trở thành những người giỏi hơn về chuyên môn, giỏi hơn trong từng tiết dạy. Bao nhiêu bạn muốn cái điều đấy, chúng ta comment số 11. Rồi. Nhưng không chỉ thế ạ. Startup Education còn khuyến khích các bạn nữa. Còn có một hệ thống công nghệ để khuyến khích các bạn làm điều gì? Đó là hãy chia sẻ đi ạ. Hãy giúp đỡ cho những người giáo viên khác trong trường của mình, họ cũng được học tập, họ cũng được phát triển chuyên môn giống như các bạn. Hãy xây dựng cái cộng đồng giáo viên trong trường của mình ấy, trở thành những người họ thay đổi lên trên lớp, yêu thương học sinh hơn. Không phải chỉ có một mình bạn, mà hãy làm cho những người khác trong trường của mình họ cũng trở thành bạn. Thế thì bao nhiêu đứa trẻ sẽ được cứu? Các bạn có mong muốn cái cộng đồng giáo viên trong trường của mình trở thành một cái cộng đồng học tập lẫn nhau không ạ? Có cái điều gì hay chia sẻ với nhau, có quyển sách hay chia sẻ với nhau, đi dự giờ với nhau, góp ý cho nhau trong từng bài dạy. Điều đấy có tuyệt vời không ạ? Vậy thì hãy mở rộng trái tim của mình ra nhiều hơn để chia sẻ, để giúp đỡ, để tìm những người họ đang có khát khao thay đổi cùng đi với họ. Và lúc đó chúng ta đang làm một cái điều đấy là rộng trái tim đúng không ạ? Chúng ta đang làm một cái điều đấy là gia tăng giá trị phụng sự xã hội. Và chúng ta có những cái kỹ năng mà chúng ta học được, chúng ta hãy giúp đỡ những người phụ huynh trong lớp của mình, giúp cho họ hiểu con của họ hơn, giúp cho họ có thể hàn gắn cái mối quan hệ giữa phụ huynh với con cái của họ. Thì họ có yêu thương mình không ạ? Họ có ủng hộ mình không ạ? Thì tất cả những cái điều đó các bạn sẽ tạo ra một thứ nữa. Đây chính là cái việc trong cái công thức của những đóa hoa ấy. Cái phần trên này này các bạn có hình dung không? Phần trên này chính là phần 10% học tập và 45%
Self Mastery đúng không? Còn cái phần dưới này này, đây chính là 45% của cái việc gì ạ? Của cái việc ảnh hưởng tích cực đến người khác nè. Các bạn đã nhìn thấy công thức chưa ạ? Vậy thì các bạn hoàn toàn có thu nhập chính đáng từ việc các bạn chia sẻ, giúp đỡ những người khác được học tập với mình, được phát triển chuyên môn cùng với mình. Và đấy là lúc các bạn được ấm cái bụng. Hay nói cách khác, có cái công thức 3G mà thầy Phương vẫn nói ấy, đấy là đầu tiên các bạn hãy giỏi đi, hãy thật sự giỏi. Tiếp theo là gì ạ? Các bạn hãy giúp đỡ người khác đi, giúp. Và điều cuối cùng là từ việc giỏi và từ việc giúp đấy các bạn sẽ trở nên giàu có. Thì đây là công thức của những đóa hoa. Các bạn được học, được làm và được sống như những đóa hoa. Các bạn được học, được sống theo đúng cái ikigai của mình. Cho nên khi mà mình đi tìm được cái con đường này xong, mình thức cả đêm luôn. Trời ơi, mình ngồi, mình vẽ ra cái sơ đồ, mình vẽ ra quy trình và mình nói với ông xã của mình là anh ơi, em tìm được đường rồi. Mình tìm được một con đường mà ở đó không chỉ có mình có thể sống với ikigai của mình, mà mỗi một người giáo viên họ có thể sống với ikigai của họ. Chúng ta cùng tìm được và cùng sống với ikigai của mỗi một người. Thì đây chính là cái con đường mà mình đã vẽ ra, để mà mình rất mong muốn các thầy cô hãy cho phép mình được sáng cái não, được rộng cái tim, và cuối cùng là được ấm cái bụng cùng với cộng đồng. Thì cái con đường này mình chia sẻ với tất cả mọi người. Cái con đường mà mình từ một giáo viên trở thành một doanh nhân, và bây giờ thì mình muốn cùng đi với tất cả mọi người. Thì thực sự đấy là những cái tâm huyết mà mình vẫn chia sẻ với các thầy cô, các ban giám hiệu, rồi tất cả những cái học viên mà mình đã từng dạy. Thì rất cảm ơn mọi người đã lắng nghe chia sẻ của mình ạ. Và bây giờ thì trả lại mic cho thầy Thái để cho mọi người có thể chia sẻ, mọi người có thể đặt câu hỏi. Và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe cái con đường này ạ. Cảm ơn mọi người ạ. Mọi người comment cô Khánh Ngọc đi ạ. Cảm ơn Thánh Đúc Kết. Mình vẫn hay gọi Khánh Ngọc là Thánh Đúc Kết, tại vì tất cả những gì mà Khánh Ngọc mà đã thao thức, đã trăn trở, thì Thái đã thao thức trăn trở 22 năm của con đường tìm kiếm cái con đường cho giáo viên hạnh phúc, trăn trở vụ 22 năm cho đến khi mà tìm được con đường vỡ ra. Khánh Ngọc thức có một đêm mà anh thức hết 9 đêm. Em thức nhiều đêm. Cái đêm đấy là cái đêm em vẽ ra đường, cho nên là em sướng quá, em không ngủ được. Mình thức hết 9 đêm thức mà không ngủ được anh nha. Nó cứ trăn trở, cứ thao thức ngủ, nằm mà nghe nhạc thôi, nghĩ đến. Và khi mà viết ra toàn thể cái dự án cho giáo viên hạnh phúc đó, thì thực sự là mình vô cùng sung sướng luôn anh chị. Giống như Khánh Ngọc tìm thấy trong một đêm mà nó hạnh phúc đến mức mà không ngủ được, và mình hạnh phúc đến mức mình không ngủ được 9 ngày đêm cơ mà, để mình ra toàn bộ cái bản đồ cho công thức thành công cho thầy cô giáo. Và đó là cái niềm mà trắc ẩn nhiều năm của mình. Thì Thái muốn trước khi chia sẻ thì anh chị em chụp 3 cái slide của mình lại thôi, mình không thời gian chia sẻ, nhưng mà chụp lại để Thái nói nhá. Mình xác minh luôn này, mình đã từng đến nhà thầy Thái, mình phải lần mò vào tận hang ổ của chúa Sơn Lâm, và mình đã được chứng kiến đúng cái điều làm mình thuyết phục nhất. Mình nhìn thấy những cái tấm bản đồ, phải nói thực sự mình nhìn thấy, khi mà mình nhìn thấy tận mắt 4 cái tờ bản đồ, mỗi một cái tờ bản đồ đấy nó được viết trên những cái tờ giấy perlia có chiều ngang khoảng là 1 mét và chiều dài khoảng tầm gần 10 mét đúng không ạ? Gần 10 mét. Và 4 cái tờ như vậy viết những công thức, viết sơ đồ, viết những cái hình ảnh về một cái cộng đồng giáo viên hạnh phúc, về một cái hệ thống giáo dục thành nhân muốn hướng tới những cái đứa trẻ được sống trong sự bình an, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Thì thực sự mình chạm lắm ạ. Những cái điều mà thầy Thái nói và những cái điều mà mình nói ấy, nó mình thấy nó giống nhau. Ví dụ như là mình thấy nó chạm mấy thứ này. Chương trình dạy học tích cực thì nói về việc đấy là giáo dục bằng tính yêu thương là con đường giáo dục ngắn nhất. Thì ở chỗ thầy Thái, mình thấy thầy nói rằng là thầy đi theo con đường giáo dục là xuyên qua tim. Thực ra hai cái đấy là bằng nhau. Cái công thức mà sống như những đóa hoa của mình ấy, thì cũng có khác gì 3 cái điều đấy là nâng tầm trí tuệ, gia tăng giá trị và phụng sự xã hội, đúng không ạ? 2 cái đấy cũng là bằng nhau luôn ạ.
Hai cái đấy là bằng nhau. Và cái ước mơ của thầy Thái là mỗi đứa trẻ được sống trong một cái môi trường vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Thì với mình cũng tương tự như vậy. Mình đã từng nói rằng là mình muốn đi xây phần mềm, mình muốn mình hình dung ra những cái ngôi trường ấy hạnh phúc ấy, nó không phải là cái trường đấy là trường tư nó có cơ sở vật chất to, hay trường đấy là trường công, hay là trường đấy là đang là trường ở miền núi. No, mình không hình dung ra những cái cơ sở vật chất đâu ạ. Bởi vì mình biết là có rất nhiều trường được xây, có rất nhiều thư viện đã được mang đến để tặng cho những anh cho những em ở miền núi, nhưng cái thư viện đấy có được mở ra bao giờ không? Cái thư viện đấy được sử dụng như thế nào? Những cái ngôi trường đấy như thế nào? Thì chưa chắc đấy là những ngôi trường hạnh phúc. Và mình mơ đến một cái ngày mà giáo viên và học sinh ở trong một, những cái ngôi trường, dù nó là trường to hay nó là trường bé, dù nó là ở nông thôn hay là nó ở thành phố, dù nó là một cái ngôi trường mái lá hay là nó là một cái ngôi trường mà có đầy đủ về công nghệ, thì mỗi một con người ở trong ngôi trường đấy, những người giáo viên, những em học sinh đều vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Thì mình đã mơ một ước mơ như vậy. Nên là khi mà nghe cái ước mơ của thầy Thái thì mình thấy ba anh em, hai anh em chạm nhau cứ chăm chát luôn á. Thế là sau khi tìm hiểu cặn kẽ rồi đến tận hang ổ thì là thôi, mình quyết định là đây là con đường mà mình đã tìm thấy và dành thời gian để phụ sự cùng với cả mọi người ở trong cộng đồng. Đó, thì em xin nói thêm một tí. Cảm ơn thầy Thái. Cảm ơn em. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn. Bạn muốn tham gia cộng đồng Startup Education, hãy quét mã QR code và để lại thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ hỗ trợ bạn.